Chiều ngày 28 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức trao 36 con bò cái sinh sản cho 36 hộ nghèo của xã Yên Khương và ra mắt các tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản do phụ nữ làm chủ, tổng trị giá 400 triệu đồng. Tới có đồng chí Ngô Thị Hồng Hào, tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao hỗ trợ trực tiếp mỗi thành viên 10 triệu đồng mua con giống, các hộ bỏ thêm vốn đối ứng từ 2 đến 7 triệu đồng để mua bò cái sinh sản theo nhu cầu của gia đình. Số kinh phí còn lại, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chăm sóc và làm chuồng trại chăn nuôi bò. Để các hộ chăn nuôi bò tốt, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo ra mắt tổ hợp tác nuôi bò cái sinh sản gồm 36 thành viên. Các thành viên cam kết khi bò sinh sản, mỗi hộ sẽ hỗ trợ một con bê giống cho hộ nghèo để cùng nhân đàn phát triển chăn nuôi và đóng 50.000 đồng một tháng làm quỹ tổ phòng chống rủi ro để trẻ em cùng tương trợ giúp đỡ nhau duy trì mô hình. Trong quá trình phát triển mô hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và xã sẽ thường xuyên kiểm tra giám sát các hộ, đảm bảo duy trì và nhân rộng mô hình, giúp các thành viên trong tổ hợp tác thoát nghèo bền vững. Mô hình tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản cho phụ nữ nghèo nhằm từng bước đổi mới phương thức tổ chức chăn nuôi nhỏ lẻ, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương trong chăn nuôi đại gia súc, tạo việc làm tại chỗ, giúp người dân nói chung và phụ nữ trên địa bàn xã nói riêng có việc làm ổn định, tăng thu nhập nhằm giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống.